bão giật cấp 11 dự kiến vào biển Đông trong 24 giờ tới. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Compassu di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào biển Đông và mạnh thêm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi 7 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão bão Compassu ở vào khoảng 18,6 độ vĩ Bắc, 124,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines 250 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào biển Đông và mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 106,8 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão từ sáng nay 11 tháng 10, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, đêm tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, cường độ bão có xu hướng giảm. Thưa quý vị, thời tiết ngày 11 tháng 10, không khí lạnh gây mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7, nên ngày 11 tháng 10, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, từ chiều tối nay có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vào hồi 1 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão Compasso ở khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 124,8 độ kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 120,5 độ kinh đông, ngay trên phía tây bắc của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất bùng gần tâm bão, mạnh cấp 9 cấp 10, từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ vĩ bắc, 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão từ sáng 11 tháng 10, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, Đến 1 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, cường độ bão có xu hướng giảm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to, riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Bão số 8 cường độ mạnh đang vào Biển Đông, người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân hồi hương tránh dịch trong dịp này phải đặc biệt chú ý cơn bão áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan khó lường. Nguy cơ cao xảy ra bão trồng bão, các hình thái thiên tai liên hoàn, Sáng 10 tháng 10, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và các địa phương có liên quan để bàn phương án ứng phó với cơn bão số 7. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, cơn bão số 7 hình thành từ ngày mùng 5 tháng 10 và có diễn biến phức tạp. Hướng di chuyển ban đầu được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhưng hiện nay bão lại ngược lên phía bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Mặc dù bão số 7 được đánh giá không mạnh, nhưng các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt để ứng phó. Trong đó các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hơn 61.000 phương tiện với gần 280.000 lao động từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, ông Hoài cho hay các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã giả soát phương án, sẵn sàng sơ tán người dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ. Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hơn 41.000 hộ với hơn 151.000 người. Quảng Bình, Phú Yên hơn 71.000 hộ với 256.000 người. Ngoài ra, các địa phương đã giả soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh hiện có 3.000 đối tượng F0, F1 ở 3 tỉnh phía Bắc. Thông tin về diễn biến của cơn bão số 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo ông Khiêm, dự báo khoảng đêm 11 đến sáng ngày 12 tháng 10, cơn bão Kompasu đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh với cường độ mạnh hơn bão số 7 và di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 13 và 14 tháng 10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Các tính toán dự báo của chúng tôi cũng cho thấy có khả năng vào ngày 16 và 17 tháng 10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc một cơn bão khác trên biển Đông, ông Khiêm thông tin.